Express. Tình trạng nhảy việc đang ở mức cao chưa từng có, khiến không ít doanh nghiệp đau đầu. Cứ tuyển 10 người thì tan rồi bị nghỉ, nhưng đi nhảy việc, công ty trở tay không kịp. Luôn luôn trong trạng thái là mình phải đăng bài để tuyển bắt cấp vị trí đó. Đào tạo hỏi cả nối tiếc này, cả sự tốn kém. Quý vị đang nghe VN Express này. Làm tuyển dụng trong một chuỗi bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngọc Lan cho biết, từ sau dịch Covid-19 đến nay, công ty đang quay cuồng với việc tuyển nhân sự. Chào mừng em, chào xem hồ sơ. Mình sẽ trao đổi về một chút. Tỷ lệ nghỉ việc khoảng 30%, tức là cứ tuyển 10 người thì 3 người bị nghỉ dưới 2 tháng thử việc. Đa số các bạn này ở khối bán hàng, khối kinh doanh. Các team của em là tuyển dụng, năm ngoái tuyển một lúc 6 bạn, 5 bạn nghỉ hết rồi. Bên marketing cũng nghỉ, rồi bên mua hàng cũng nghỉ, merchandising cũng nghỉ, kho vận cũng nghỉ. Nói chung là em thấy năm ngoái là do tình hình của công ty là nhiều. Còn năm nay cũng nghỉ, nhưng mà văn phòng thì đa số là nghỉ do cắt giảm thôi. Sau cái đợt cắt giảm đó thì vẫn có một vài bạn ở trong văn phòng luôn luôn lo lắng về cái việc là đến khi nào thì mình bị gọi tên về cái việc cắt giảm. Nên cũng có hai bạn tự xin nghỉ mặc dù là bộ phận đó không có bị dư và công ty vẫn đang cần các bạn. Cuối cùng lại tuyển thêm có một người thôi. Thì bạn cứ phải OT liên tục như vậy thì bạn cảm thấy rất là mệt. Rồi cuối cùng họ xin nghỉ luôn rồi. Và bây giờ em lại tiếp tục tuyển thay thế cho cái người đó tiếp. Chị nói rất đau đầu về tình trạng này. Chị phải sẵn phương án tuyển dụng liên tục để kịp thế chỗ trống. Bởi rất nhiều nhân sự để trạng thái tìm việc dù đang có việc làm. Không bao giờ mà chắc chắn được về một trường hợp nào hết. Nhiều khi mình vừa tuyển xong bạn đó đã đi làm luôn rồi. Nhưng mà luôn luôn trong trạng thái là mình phải đăng bài để tuyển bắt cấp vị trí đó. Lỡ đâu bạn nghỉ một cái là mình có người liền. Là luôn luôn trong trạng thái đó chứ không bao giờ mà có việc là tuyển xong rồi thôi. Mỗi ngày đi làm cứ mở mail ra là sợ. Nhân viên mới nhắn tin cho mình cái là sợ. Sợ đọc được mình xin nghỉ việc. Thực sự là rất áp lực. Đặc biệt là những cái bạn mà ví dụ bạn đang có công việc nhưng bạn vẫn luôn luôn để open to work ở trên LinkedIn. Tức là bạn sẵn sàng cho một cái vị trí mới bất kể lúc nào, không cần biết là tôi có đang có việc hay là tôi đang thất nghiệp. Hiểu rằng là các bạn luôn luôn sẵn sàng cho một cái tâm thế là chuẩn bị. Một khảo sát xu hướng nguồn nhân sự của Alphabet cho thấy, năm 2022, tỷ lệ nghỉ việc tại các doanh nghiệp cao nhất so với 3 năm trở lại đây. Trong đó, ngành pháp lý, nhân sự, marketing có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất, lên đến hơn 40%. Đáng chú ý, người lao động càng trẻ, tỷ lệ nghỉ việc càng cao, chiếm 36%. Một báo cáo khác cũng cho thấy, cứ 2 người lao động thì có 1 người đã thay đổi công việc kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo khảo sát của tập đoàn tuyển dụng Michael Page Việt Nam, tốc độ nhảy việc đang bứt phá trong năm nay. Chị Ngọc Lan cho biết, tình trạng nhảy việc không chỉ xuất hiện ở những lao động mới vào công ty, mà còn xảy ra ở cả những nhân sự gắn bó lâu năm hoặc cấp cao. Bây giờ kinh tế nó càng sụt giảm và nhân viên thì càng ngày càng bị đẩy ra xa, nên là các bộ phận càng ngày họ càng bị mất lửa. Và những cái đồng nghiệp của em nè, những cái sếp của em làm việc 7, 8 năm, 10 năm nghỉ, rồi các cái cấp cao hơn cũng nghỉ. Những cái đó là thay đổi về tình hình thị trường, số nó không còn nhiều, dẫn đến tình hình kinh doanh không tốt, thu nhập của bạn sẽ bị sụt giảm. Bạn tự cảm thấy nản nè, cảm thấy áp lực. Cái đợt vừa rồi các bạn xin nghỉ 6 người quản lý. Theo báo cáo xu hướng nhân tài Michael Page Việt Nam 2023, khảo sát 996 nhân sự cấp trung và cao cho thấy cứ 9 trong 10 người Việt Nam bắt đầu công việc mới vào năm ngoái đang thăm dò các cơ hội nghề nghiệp ngoài thị trường. Báo cáo cũng nhìn nhận bối cảnh thị trường việc làm của Việt Nam đã xuất hiện sự thay đổi đáng kể. Trong đó 35% người lao động Việt Nam hiện đang tìm kiếm một công việc mới và 21% đang lập kế hoạch bắt đầu tìm việc trong 6 tháng tới. Anh Thắng, trưởng nhóm tuyển dụng của một công ty xuất ăn công nghiệp tại Hà Nội cho biết, mỗi tháng đang nhận được 20 đơn xin nghỉ việc, khiến anh đầy nuối tiếc. Bên anh quy mô khoảng 300 nhân sự, mỗi tháng mình quân 20 đơn nghỉ việc. Thông thường là nhân viên phục vụ bếp với đầu bếp. Nhân viên kinh doanh thì từ sau dịch anh phải tuyển 3 lần rồi, người ta làm mấy tháng sau đã nghỉ. Bên anh là kinh doanh theo kiểu là B2B, công ty với công ty, nên là cái khả năng tìm kiếm khách hàng của họ cũng khá là khó. Vì sau dịch này, kinh tế khủng hoảng, thông thường cứ khoảng 2 tháng thì anh mới tuyển được một người mới. Bây giờ phải mua các cái gói tuyển dụng cũng chưa chắc đã tuyển được, rồi cũng có cả săn headhunt. Bên anh thì thông thường thì sẽ có một đội sẽ làm lâu dài, còn một đội thì có thể người ta sẽ đứng núi này trông núi nọ, người ta có thể nghỉ bất kỳ lúc nào. Nếu mà bên khác người ta offer cao hơn, tự nhiên là người ta sẽ nghỉ ở bên mình luôn. Sau dịch thì nó sẽ biến động nhiều hơn ấy, 1-3 năm là người ta sẽ nghỉ thôi. Chứ còn trước đây bên anh làm rất là ổn định luôn, 5-10 năm thì nhưng mà còn lâu hơn ấy. Đào tạo hỏi cả nối tiếc này, cả sự tốn kém. Lý giải nguyên nhân người lao động muốn nhảy việc nhiều sau dịch Covid-19, theo ông John Hanley, giám đốc Deloitte Consulting Đông Nam Á, lương và thù lao không thỏa đáng cũng là một vấn đề quan trọng. Lạm phát hiện tại gây áp lực lớn khiến người lao động bỏ việc nhiều. Ngoài ra, không ít lao động bỏ việc vì mong muốn cuộc sống có ý nghĩa hơn và người lao động cũng muốn có quyền tự chủ nhiều hơn với công việc họ đang làm,
cân bằng cuộc sống hơn. Khi nghỉ việc, thay vì tiếp tục lựa chọn hình thức làm việc toàn thời gian cho các công ty, 14% lao động cho biết họ sẽ nghỉ việc để làm công việc tự do, 39% chọn làm công việc cố định nhưng sẵn sàng làm công việc tự do hoặc làm thêm công việc thứ hai như bán hàng online, mở tiệm kinh doanh nhỏ. Theo AlphaBe, khi nghỉ việc, người lao động hiện có hai xu hướng khác so với trước kia. Đầu tiên, họ không nhất thiết phải tìm được việc mới rồi nghỉ việc cũ. Nhiều người quyết định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm việc, và cũng không hiếm trường hợp các bạn trẻ chỉ cần chán là nghỉ việc đột ngột, khiến nhà tuyển dụng chới với. Anh Thắng cho biết, gần 20 lao động nghỉ việc mỗi tháng khiến anh không kịp tuyển mới. Việc cung cấp suất ăn cho công nhân tại nhà máy từng chậm trễ, ảnh hưởng tới uy tín của doanh nghiệp. Nhân sự thì nghỉ nhiều, còn những người vào thì mình không tuyển kịp. Hệ quả ở đây là không có trường hợp phản hồi cái khâu phục vụ bị chậm ấy. Nhiều người đơm canh này, đơm cơm này, với lại đơm thức ăn ra, công nhân người ta đợi, ví dụ trong một ngày thì người ta chỉ có 15 phút để nghỉ ngơi thôi. Thì trong cái thời gian ăn đấy mất nhiều thời gian của họ thì người ta sẽ cáu giận. Nhiều khi ấy, người ta chỉ ưng cái khẩu vị của có một anh đầu bếp hiện tại đang nấu thôi. Bây giờ mà chuyển một anh đầu bếp khác có thể là người ta lại không muốn ăn cái vị của cái anh đầu bếp mới này. Tuy nhiên là khách hàng người ta sẽ phải tìm một cái nhà thầu khác. Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều nhà tuyển dụng còn lo ngại về chất lượng tuyển dụng và thương hiệu tuyển dụng. Không có đủ người thì hiệu quả kinh doanh nó không có cao. Cái thứ hai là tốn thời gian đào tạo và tốn tiền của công sức đào tạo. Cái thứ ba nữa là em tuyển không kịp thì nó gây ra phiền phức rắc rối các thứ trong tuyển dụng, làm cho chất lượng tuyển dụng nó càng ngày càng đi xuống, tỷ lệ nghỉ việc tăng cao, là làm ảnh hưởng tới cái thương hiệu tuyển dụng của một công ty. Nếu mà một cái công ty nào mà suốt ngày chỉ cứ thấy tối ngày đặt tuyển hoài, chắc chắn người ta sẽ hiểu là có vấn đề. Nghỉ việc thì còn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những người khác nữa, những người đang làm việc ở đấy. Rồi có thể nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những ứng viên khác nữa. Ông Nguyễn Xuân Sơn, giám đốc vận hành Manpower Group Việt Nam nhận định, thực trạng nhảy việc phản ánh nhu cầu ưu tiên của người lao động đã có sự thay đổi sau đại dịch. Tuy nhiên, nhảy việc không chỉ gây bất ổn cho các doanh nghiệp, ngay chính người lao động cũng phải đối diện với nhiều hệ lụy. Cái thứ tự ưu tiên về cái nhu cầu của người lao động nó có sự thay đổi đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Nếu như cái nhu cầu của người lao động trước kia chỉ là có mức lương cao, có môi trường làm việc ổn định, có thu nhập ổn định, có cơ hội phát triển, thì bây giờ họ đã kỳ vọng thêm những cái yếu tố mới ở trong doanh nghiệp, đó là cái tính đa dạng, công bằng, hòa nhập và sự gắn kết tại môi trường làm việc. Người lao động hiện tại cũng đã ưu tiên những cái hình thức làm việc linh hoạt, lựa chọn địa điểm làm việc cũng như thời gian làm việc để phù hợp hơn so với cái nhu cầu cá nhân của họ. Đại dịch Covid-19 thì nó sẽ giúp cho cái việc chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ vào cái môi trường làm việc một cách nhanh hơn, thì người lao động có thêm các cơ hội khác để họ tự chủ làm quản lý thời gian của mình cũng như là cái công việc của mình. Khi mà người lao động nghỉ việc, tức là họ sẽ phải bắt đầu một cái công việc mới, thậm chí họ sẽ phải thích nghi với một cái môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới, thì cái nguồn hoạt động của người lao động khi mà họ tham gia một công ty mới sẽ phải nhanh hơn trước kia rất là nhiều. Đây là một trong những cái thách thức. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, thị trường lao động hiện nay phát triển chưa bền vững, vẫn còn hiện tượng mất cân đối cung cầu. Cơ chế kết nối cung cầu và tự cân bằng của thị trường còn yếu, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng nêu, năm 2022-2023, thị trường biến động rất nhanh, nguyên nhân do người lao động nhảy việc. Do vậy, phải dự báo đúng cung và cầu gắn với vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và theo dõi sát tình hình, chủ động điều tiết thị trường lao động. Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu nguyện vọng của nhân viên, đồng thời có chính sách tái cơ cấu về mặt nhân sự một cách phù hợp, vừa giữ chân, vừa thu hút. Thì đầu tiên họ phải tìm hiểu lý do vì sao lại diễn ra cái tình trạng nhảy việc trong cái lực lượng lao động của mình như vậy. Nếu như lý do đó nó đến từ các chế độ, nó đến từ các vấn đề bên trong của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ cần phải có những cái thay đổi một cách phù hợp. Doanh nghiệp cần phải xác định rất rõ là trong thời gian ngắn hạn, cụ thể ở đây 1 năm, 3 năm, 5 năm tới, thì doanh nghiệp của mình sẽ phát triển hoặc là đưa vào những cái công nghệ hoặc đưa vào những ứng dụng như thế nào, thì từ đó có thể đưa ra những cái tái cơ cấu về mặt nhân sự một cách phù hợp, đồng thời có thể đưa ra những cái bộ kỹ năng mà doanh nghiệp mình cần phải đầu tư đào tạo phát triển cho chính cái người lao động mà hiện tại họ đang đóng góp cho doanh nghiệp mình để giữ cái người lao động đó. Và cái thứ ba đó là cần phải đón đầu những cái xu hướng mới, và thậm chí ở đây doanh nghiệp họ cần phải duy trì một cái nguồn ứng viên tiềm năng một cách ổn định, để ngay khi những ứng viên tiềm năng như vậy họ tốt nghiệp, họ tham gia thị trường lao động thì họ đã có cái mục tiêu doanh nghiệp họ nhắm đến, và như vậy thì doanh nghiệp họ đã chuẩn bị những cái bước từ rất lâu cho những nguồn lao động trong tương lai của mình. Thì đấy là cái thu hút nguồn lao động để duy trì một cái lực lượng lao động ổn định về ngắn hạn như dài hạn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.